Hello, xin chào xin mời tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ok, ngày hôm nay thì cũng như cái video hôm thứ sáu mình á, thì ngày hôm nay là một ngày mà nó sẽ ra những cái bóc top như là của Juve này, Bayern này, Chelsea cũng như là cái câu lạc bộ gì đó mình quan tâm mục tiêu à. Đấy thì ngày hôm nay mình sẽ giúp cho anh em có một cái trick để mở ra xe ra bả nha. Đấy thì ok, mọi người cùng theo dõi thử nha. Đầu tiên mình vào đồng ý kết bạn của bọn nào đây. Rồi, come on. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái trick này. Đây. Thì nhầm vào cái ấy chứ, đây chứ. Đầu tiên là chúng ta phải mời cầu thủ đi. Đấy. Thì đây là một cái trick mà mình nghĩ rằng đầu tiên là chúng ta mời cầu thủ đi, nó sẽ ra những cầu thủ siêu tầm 7 luôn. Đấy. Thì sau khi mà có được những cầu thủ tầm 7 như này thì anh em có thể vào và mở ra, chắc chắn rằng nó sẽ ra cầu thủ đầu tiên của cái box drop đó. Đấy, thì đó chỉ là lý thuyết thôi, còn thực hành như nào thì ok anh em cùng xem thử nha. Thì cầu thủ mà có chỉ số cao nhất của box drop Juve thì đó chính là Ronaldo anh em ạ. Cho nên chúng ta sẽ cùng test thử cái trick này nha, coi nó có ra Ronaldo hay không nha. Ok, 3 lần thôi nha, thử coi. Đây, xem thử nha. Đầu tiên chúng ta qua chúng ta nhận một cái phần quà này. Rồi, ok, xem thử nha. Có ra được Ronaldo không nha. Ok, come on. 100 coin này, anh em thấy mình có nhiều coin không? Coi thử nha. Ok, giải vô địch quốc gia Ý này. Phải đang thui nha. Thanh niên này đang thui. Ok, bắt đầu tiên không được rồi anh em ạ. Ok, đó luôn nha, thì cái này không phải là cái trick đâu mà là mình nghĩ ra ấy. Ok, mà anh em hãy cứ thử đi nha. Cái đó là một cái nguyên lý có lẽ là đúng ấy. Khi mà anh em mở ra quá nhiều cầu thủ mà nó có chỉ số thấp á, thì nó sẽ có khả năng là nó sẽ ra được một cầu thủ có chỉ số cao nha. Và cái quy luật này thì mình sẽ áp dụng vào cái trick ngắn này, đấy. Và mình không biết rằng nó có thành công không nha. Thật sự là tới cái lúc mình làm video này thì mình cũng không biết nó thành công không. Mình chỉ quay và nói cho vui thôi. Thật sự thì không có một cái trick nào đâu. Ok, nếu anh em tin tưởng mình thì cứ làm thử theo nha. Đấy. Ok, lần này thì chúng ta làm thử 5 lần nha, chứ không làm 3 lần nữa. 3 lần xuyên vỡ tèo. Ok, thì những cái thẻ này thì mình có quá nhiều này mà nó đầy kho luôn. Cho nên mình mới làm vậy thôi chứ chả có trick gì cả. Ok. Vừa làm thì vừa ra đò quay video cho mọi người luôn. Thì chủ yếu thì cái clip này mình chỉ quay box drop cho mọi người xem thôi, chứ trick gì đâu. Mà anh em thử nha, xem cái lần này nó có ra Ronaldo hay không nha. Ok, lần thứ tư không nhỉ? Lần này là lần thứ tư rồi. Ok, để mình nản này, Italia này, Pop này. Ok. Rồi, bây giờ thì đã đủ 5 lần rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với box drop của Juve nhé, để xem nó có ra hay không nhé. Ok, Juve tút này. Ok, Ronaldo. My Cup, câu lạc bộ giải vô địch Ý này. Come on baby. Tén tén anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Xe giờ bả liền ghê không? Đấy. Ok, thì mọi người thử áp dụng cái cách này thử nha, để xem nó có thành công hay không nha. Rồi thì câu lạc bộ của Juve thì mình đã lấy được Ronaldo rồi. Và câu lạc bộ này thì mình không còn muốn thêm một cầu thủ nào nữa. Cho nên bây giờ mình sẽ vẫn tiếp tục áp dụng cái trick này. Tuy nhiên lần này thì đối với câu lạc bộ nhiều quan tay mất nhờ, ba em nha. Câu lạc bộ của Đức ấy. Ok, vẫn là 5 lần nhé. Come on, lần đầu tiên này. Đấy, chúng ta chỉ cần mồi thẻ 5 lần và chúng ta sẽ mở. Cái này gọi là cách để mồi anh em ạ. Thì cái nguyên lý cái này theo mình nghĩ đó chính là sau khi mà anh em mở ra được quá nhiều cầu thủ các chỉ số thấp á, thì nó sẽ gửi dữ liệu đến một cái máy chủ đó đấy. Và nó nói rằng mình đã mở quá nhiều cầu thủ chỉ số không được tốt này. Đấy, thì nó sẽ tự phản hồi cho mình có được một cầu thủ tốt. Đấy, đó là cái lý thuyết của mình suy nghĩ ra.
và mình không biết nó đúng hay không nữa, cái đó mình chỉ bịa ra thôi nha. Ok, nếu anh em nào thích á, thì cứ làm theo cách của mình thử xem nó có thành công không. Mà nếu thành công thì mọi người hãy kéo xuống dưới và comment cho anh biết nha. Ok, lần thứ mấy rồi nhỉ? Hình như lần thứ tư, tuyệt vời. Thứ tư, thứ ba vậy. Hình như Nam làm rồi này. Ok, bắt ra ngoài nhá. Come on. Bật qua, bật lại, vào. Ba em nhá. Và cầu thủ có chỉ số hiện tại đơn câu nhất trong cái bốc drop này của ba em là Lewandowski. Ok, cùng xem thử nha. Có tiền đạo Lewandowski không nha. Ở đây nha. Không phải anh em ạ. Phải tèo. Ok, bắt đầu tiên lại thất bại. Có lẽ là cái trick này nó sẽ thành công ở bước thứ hai anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ thử với lần thử thôi nha. Ok, come on. Chúng ta lại bắt ra ngoài này. Và tiếp tục mã thẻ cho những cầu thủ tầm 7 coi. Ok, cái này kéo mở tay với anh em ạ. Ok, chuyển lại nữa nha. Ok, kéo xuống dưới chót thì nó cũng hơi bị mỏi tay ấy. Thẻ của mình thì nó quá nhiều, mình thì không dùng, không mở những cái thẻ này để ghép cho những cầu thủ đâu. Mình chỉ nhận và để y đó thôi. Anh em thấy, nhìn thấy này, rất nhiều thẻ luôn. Mình cũng không biết làm gì cho nó nhanh hết nữa cơ. Lúc trước thì mình bón đi rất là nhiều luôn. Tuy nhiên bón thì đó một vài trận thì nó lại có cực kỳ nhiều lợi luôn. Thì mọi người thử áp dụng cái trick này giúp mình nha. Thử theo mình nha. Mình cũng không nói là một cái trick gì nó thành công gì đâu. Tuy nhiên mọi người hãy thò anh em vào quay không thì anh em hãy thử làm một cái gì đó để cho nó vui đi. Đấy, thử làm như mình thử xem nó có được những cầu thủ chất lượng hay không. Đấy. Ok, tiếp nha. Thì nếu anh em thích video này nhớ ăn like, share cũng như là đăng ký kênh nha. Mọi kiến đóng góp mọi người thì mọi người hãy comment ở dưới nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào quay thử này. Lần này chắc chắn Lewandowski anh em ạ. Lewandowski này. Lewandowski. Come on. My love. Ok. Vãi, Xuân Nam nữa kìa. Ghê thật chứ. Lộn đúng Nam Phốt. Ra Xuân Nam anh em ạ. Ok, mình hiện tại đang có hơi cầu thủ giống nhau rồi. Và lần này tiếp tục mình, một là do Lewandowski, hơi là do cầu thủ này cho mình. Ok, vẫn là Nam lần nhá. Ok, anh em cùng theo dõi thử nhá. Nó có do Lewandowski hay là do cầu thủ vừa rồi hay không nhá. Ok, kéo xuống dưới cuối này. Ok, một cầu thủ của Hàn Quốc thì phải. Mình chưa kịp nhìn nữa, mình ấn tay nhanh hơn nổ mà. Ok. Hai này. Lần này sẽ ra Lewandowski nha mà. Thì tiền đạo thì thật sự mình cũng có khá là nhiều rồi. Tuy nhiên có thêm một Lewandowski nữa thì cũng không sơn em ạ. Ok. Hoặc là một cầu thủ số 5 để mình đổi một cầu thủ bất kỳ cũng được. Khi mà có ba cầu thủ giống nhau nha thì anh em có thể đổi được một cầu thủ đương đời bất kỳ nha. Ok, Lewandowski hoặc là cầu thủ mang áo số 5 của ba em. À nhầm, cái này là của Juve mà. Ok, quán mát này mà. Nhầm. Ok. Ở đây Michael Love. Vãi, Neuer. Quỳ. Ok, vậy là chúng ta không ra được Lewandowski, cũng chả ra được số 5 anh em ạ. Ok, thì anh em thể nhìn thấy cái trick mình nó không hoạt động tốt đâu. Cho nên nếu anh em nào vẫn muốn thì anh em thử áp dụng xem nha. Thì thật sự nó theo mình nghĩ thì nó có tác dụng ấy. Tuy nhiên thực tế thì mình không biết như thế nào nha. Ok, bây giờ mình muốn Kante nha, ở Chelsea nha, và quay một lần cuối của Chelsea thôi nha. Hiện tại thì của Juve mình đã có tất cả rồi, cho nên không phải là có tất cả nha. Tuy nhiên mình chỉ muốn Ronaldo ở trong cái box top của Juve thôi. Còn những cầu thủ khác thì mình có khá là nhiều rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng thử với Kante thử nha. Có ra Kante không?
Ô số 9 à? Azarham gì đây? Đúng rồi, cầu thủ mang áo số 9 của Chelsea. Một cầu thủ trẻ này mà. Thì ông này ghi bàn cũng khá kinh đấy, tuy nhiên dính chấn thương rồi. Dính chấn thương đúng nhỉ? Nhớ không nhầm là vậy. Ok, thì mình đã quay toàn bộ các bóc xốp rồi. Và có lẽ thì clip mình nó cũng kết thúc tại đây rồi. À, mà quay. Thì mình sẽ nâng cấp cho Ronaldo lên full chỉ số thử nha. Thì cái đó thì ở trang một clip trước mình đã lồm cho mọi người rồi. Thì đó chính là 98 nha. Thì anh em nào không biết full chỉ số của những cầu thủ trong cái bóc rớp này á, thì anh em thể xem lại cái clip câu lạc bộ với những cầu thủ gì đó. Nói chung là mình sẽ để ở bên góc phải có màn hình của mọi người này. Đấy. Thì anh em thể vào clip đó để xem những cầu thủ mà có match chỉ số trang cái bóc rớp lần này á, nó được bao nhiêu nha. Ronaldo thì là 98 nha. Đấy. Anh em không tin thì ok, mình sẽ nâng cấp thử cho mọi người xem. Thì cái clip này mình đã làm cách đây vài hôm thôi, mọi người có thể xem lại cái clip đó nha. Ok, chỉ là 18 thôi. Ok, không đủ này, 14 à. Sẽ thêm tầm khoảng 3 thẻ training nữa thì ok. 1, 2, 3. Ok. Pass này chắc đủ ấy. Phải, 17 kìa. Ok, tốn thế nha. Đấy thì anh em thể nhìn thấy nha. Ronaldo chỉ là chỉ số 98 thôi chứ không thể lên được nữa đâu. Giờ thì có lẽ clip mình đến đây thì nó cũng đã kết thúc rồi. Đấy, 98 nha. Thì nếu anh em thích nhớ ấn like, share cũng như là đăng ký kênh nha. Ngoài ra có những ý kiến đóng góp á, thì mọi người cứ comment ở dưới. Mọi ý kiến đóng góp của mọi người á, mình đều ghi nhận tất cả. Giờ thì clip mình nó đã kết thúc rồi, chả biết nói gì nữa cơ. Ok, vào đội hình ghép Ronaldo vô cho mọi người xem nha. Ronaldo đây. Ok, à thôi, thay cho Neymar luôn đi. Đấy, rồi, ok, bye bye, chào và hẹn lại anh em ở những clip tiếp theo, bye bye.